Trung đoàn pháo binh 68, sư đoàn 304 luyện tập phương án chữa đám cháy lan từ bên ngoài rừng vào kho vũ khí, đạn. Có sự phối hợp chi viện từ kíp xe phòng cháy chữa cháy của kho dự trữ quốc gia. Ngay sau hiệu lệnh báo cháy, bộ đội cơ động nhanh chóng dùng dụng cụ, phương tiện xử lý thuần thục các phương án chữa cháy. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt, công tác vận chuyển, sơ tán hàng hóa được thực hiện. Kho vũ khí của đơn vị được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từng cá nhân, từng đồng chí trong đơn vị phải xác định tốt cái tư tưởng và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Và trong quá trình luyện tập thì phải đảm bảo được cái an toàn, cũng như là theo đúng cái kế hoạch và hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận. Và cái cuối cùng là trong quá trình luyện tập thì chúng tôi phải đảm bảo được cái an toàn tuyệt đối về người cũng như vũ khí trang bị. Kho C-29 phòng kỹ thuật đóng quân ở địa bàn rừng núi. Ngoài thường xuyên tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nhân viên nắm rõ tính năng, làm chủ từng loại trang thiết bị, đơn vị còn tăng cường luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ sát với thực tế. Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối kho tàng trở thành nội dung chỉ tiêu thi đua chính của kho C-29 từ nhiều năm nay. Điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác 24/24, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đơn vị. Về đối với các dụng cụ phương tiện của đơn vị thì đơn vị thường xuyên hướng dẫn sử dụng, bảo vệ, duy trì chất lượng, số lượng để đảm bảo cho các tình huống khi có tình huống cháy nổ xảy ra tại đơn vị. Sư đoàn 304 với đặc thù là đơn vị khung thường trực nhưng hiện tại đang quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật. Do vậy, để đảm bảo an toàn cháy nổ, sư đoàn thường xuyên tổ chức cho bộ đội luyện tập nhiều phương án giả định với các tình huống sát thực tế, tránh bị động bất ngờ. Phương châm phòng hơn chống không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành mệnh lệnh không lời của cán bộ chiến sĩ sư đoàn. Triển khai các biện pháp đồng bộ như giáo dục cho cán bộ chiến sĩ thực hiện luyện tập các phương án ra, thì sư đoàn triển khai cho các lực lượng đơn vị trước hết là phát quang xung quanh khu vực kho, phát quang dọc đường điện có thể gây mất an toàn, gây cháy nổ trong quá trình thời tiết mùa khô. Hoạt động tuần tra canh gác bảo vệ hành lang an toàn kho tàng cũng được các đơn vị sư đoàn 304 duy trì nghiêm, nhất là trong những tháng mùa khô cuối năm. Vũ khí trang bị an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao cũng sẽ là cơ sở để sư đoàn thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ.